Vũ trường Leo đã dừng hoạt động và đang trong quá trình sửa chữa, cải tạo thì xảy ra cháy. Theo người dân thì khi xảy ra cháy có một tốp công nhân ôm bình ga thoát ra, khả năng cháy do hàn xì. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động gần như toàn bộ lực lượng của hai đơn vị phòng cháy chữa cháy quận Hải Châu và quận Thanh Khê với hơn 10 xe phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã chia nhiều mũi phun nước trực diện ở mặt tiền chính của vũ trường, một mặt phun nước làm mát, chống cháy lan qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam nằm sát bên cạnh. Tuy nhiên, do bên trong vũ trường chứa đầy mút xốp cách âm nên đám cháy rất dữ dội. Cùng với việc thiếu nước nên công tác chữa cháy liên tục bị gián đoạn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy dùng thêm quạt tản khói, nhưng phải sau hơn 1 giờ đám cháy mới tạm thời được khống chế. Hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn đang phun nước làm mát và chưa thể tiếp cận bên trong vũ trường, nhưng bước đầu xác định là không có thương vong về người.